Kính chào toàn thể chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bên em. Chúc anh chị ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc này, công việc thì hành thông thuận lợi anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì nhà em vừa mới hoàn thành xong một series nhất năng cuốn trung tiền này, được chế tác trên nền chất liệu gỗ mun vô công cho em gái này. Vâng, để làm ra những cái tác phẩm, những cái siêu phẩm như thế này thì nhà em phải tốn rất là nhiều thời gian công sức, từ những cái công đoạn tuyển chọn cái khối gỗ nghiền nạc đến những công đoạn mà tuyển chọn những cái bác thợ nghề có tay nghề cao và có tâm huyết của nhà em chị nhé. Vâng, trước khi vào tác phẩm thì em xin giới thiệu qua về cơ sở bên em. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 58, làm nghề mộc Đông Giang, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương với hai số hotline quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Vâng, anh chị có tác phẩm nào rồi thì có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại này để em gửi hình ảnh cũng như là video tích cực chi tiết anh chị nhé. Vâng, em xin thông báo chiều cao, kích thước này cũng như là giá cả chỉ để anh chị cân đối không gian và tài chính bên mình. Với chiều cao cho em là 82, ngang cho em là 40 và sâu cho em là 28. Nhà em giao lưu với anh chị là 6.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái này anh chị ơi. Vâng, em xin mời anh chị đi sâu vào chi tiết tác phẩm để thưởng lãm vẻ đẹp của tác phẩm anh chị nhé. Vâng, trước mặt anh chị đây là một tác phẩm nhất năng cuốn trung tiền cho em gái này. Vâng, như anh chị đã biết này, rồng là linh vật linh thiêng này, trong truyền thuyết từ xa xưa của người phương Đông là biểu tượng cho hoàng đế này, là biểu tượng cho người quân tử này với thiên mệnh cao cả và tối thượng anh chị nhé. Vâng, rồng còn là biểu tượng của quyền uy này, sức mạnh của vũ trụ anh chị nhé. Trong bốn linh vật long lân quy phục này, rồng là linh vật đứng đầu và có sức mạnh và vô cùng vô biên anh chị nhé. Vâng, anh chị có thể là ngắm diện mặt thần thái của chú này, thần thái vô cùng là sắc nét dữ tợn luôn anh chị ơi, để giúp gia đình mình trấn trạch trừ tà này, xua đuổi những cái vận khí xấu này, mang lại những cái nguồn khí tốt cho em gái này. Vâng, từ anh chị có thể ngắm này, từ những cái nét bục vô cùng là tinh tế cho em gái này. Vâng, từ những cái đường râu nhà em vuốt rất là cong này, rất là mềm mại này, kênh bong về cho em gái này, từ những cái ánh mắt này làm rất là có hồn luôn anh chị nhá. Vâng, từ những cái đường sừng này nhà em châm tỉa này, nhà em vuốt rất là cao anh chị ơi. Vâng, một thần thái vô cùng có hồn cho em gái này. Vâng, nhà em đánh hoàn toàn là vẫy kép anh chị nhá, ngắm kỹ cho em vẫy rất là tròn, rất là đều cho em này, một thân hình uốn lượn vô cùng đẹp cho em gái này. Vâng, thần thái thì vô cùng hút hồn rồi. Điểm trên thân mình của chú là những cái đường vân chất gỗ của gỗ mun vô công này anh chị ơi. Vâng, bên dưới này, từ những cái móng vuốt này nhà em vuốt cũng rất là sắc nhọn này, tinh tế này anh chị ơi, đục hàng đục kênh bong cho em gái này vô cùng tỉ mỉ anh chị nhá. 100% là hàng thủ công tay cho em gái này. Vâng, một chú rồng này với thân mình vô cùng uốn lượn này đang tung bay trong gió này anh chị nhá, để mang lại cho chúng ta những cái điều may, những điều may mắn này. Vâng, mang lại cho chúng ta tài lộc này, trấn trạch trừ tà này, xua đuổi những cái vận khí xấu anh chị ơi. Vâng, bên trên nhà em còn chế tác thêm một chiếc mặt nguyệt anh chị nhé, một chiếc mặt nguyệt để soi sáng này, soi đường dẫn lối này cho chúng ta đi đến những thành công, những cái con đường tốt đẹp anh chị nhé. Vâng, từ những cái đường mây, những cái đường sóng nước này nhà em làm cũng rất là cong này, uốn rất là cong anh chị nhé, đục tỉa vô cùng tinh tế này, chạm chỗ dùng đường nét hoa văn vô cùng đẹp cho em này. Vâng, bên dưới này nghệ nhân bên em còn chế tác thêm những cái viên ngọc quý này, viên ngọc rồng vô cùng quý cho em gái này, để mang lại cho chúng ta sức khỏe này, sự bình an này, tài lộc về cho gia đình mình anh chị nhé. Vâng, một tác phẩm vô cùng xứng đáng để anh chị có thể là dinh về ngôi nhà yêu thương của mình này. Vâng, bên dưới này một chung tiền vô cùng to, một hũ tiền vô cùng to, đầy ắp tiền vàng anh chị nhé. Vâng, điểm trên thân bình là những cái đường vân chất gỗ này. Vâng, một phôi gỗ vô cùng già, vô cùng nghiền nạc này, nên em phải tốn rất là nhiều thời gian công sức để tuyển chọn anh chị ơi. Vâng, ngắm quan sát kỹ cho em này. Bên dưới nhà em còn đục tỉa thêm những cái đồng tiền vàng này, từ những cái mặt tiền nhà em chạm trổ này rất là tỉ mỉ chi tiết, những cái đồng tiền vàng vô cùng tròn luôn anh chị nhá, xếp tầng tầng lớp lớp cho em gái này. Vâng, bên này là một là viên ngọc này, một viên ngọc to, một viên ngọc sáng luôn anh chị nhá. Vâng, điểm trên viên ngọc cũng là đường vân chất gỗ này, làm nổi bật nên trong tác phẩm này, tạo cho tác phẩm thêm hài hòa và cân đối anh chị nhé. Vâng, anh chị ơi, hàng nhà em là hàng số lượng này, nên là anh chị lên cú pháp này chốt cho em gái này. Vâng, cùng chiều cao kích thước và nhà em cũng phải mất rất là nhiều thời gian công sức để tuyển chọn những cái phôi gỗ đẹp anh chị nhé. Vâng, anh chị ơi, nếu mà anh chị đã ưng rồi thì nên ngay cú pháp, nên ngay tín hiệu chốt cho nhà em dưới video anh chị ơi, hoặc là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại là 0944 812 986 và 0822 338 345. Em sẽ thông báo lại
chiều cao kích thước để chị cân đối không gian anh chị nhé. Vâng, bố cho em là chiều cao là 82 này, ngang cho em là 40 và sâu cho em là 28. Em giao lưu với anh chị là 6.500.000 đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái này. Vâng, anh chị nào ưng tác phẩm rồi thì nhấc mặt alo lên liên hệ với mẹ em qua hai số điện thoại đó anh chị nhé. Vâng, anh chị ơi, nếu mà anh chị thấy video hay, tác phẩm đẹp thì đừng quên ủng hộ em gái những nút like, nút chia sẻ anh chị nhé. Vâng, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất hay nhất bên em.